Thưa quý vị, công nghệ thông tin là một lĩnh vực luôn mới mẻ, thậm chí thay đổi theo từng ngày từng giờ. Điều này đã đem lại sự hấp dẫn, thu hút giới trẻ quan tâm tìm hiểu. Nhận thức được tầm quan trọng đó, sân chơi Huế ICT Challenge ra đời nhằm kịp thời phát hiện, ươm mầm tài năng công nghệ thông tin trong học sinh sinh viên, đẩy mạnh ứng dụng cả ý tưởng vào thực tiễn cuộc sống. Ngay trong lần đầu tiên tổ chức, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm ủng hộ rất lớn từ lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và các ban ngành liên quan. Vượt ra khỏi khuôn khổ của một cuộc thi, Huế ICT Challenge 2022 đã cho thấy những tiềm năng rất lớn của nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao trong thực hiện chiến lược chuyển đổi số của Thừa Thiên Huế. Tham gia cuộc thi Huế ICT Challenge và giành giải ba với sản phẩm xây dựng chatbot hỗ trợ tuyển sinh Trường Đại học Khoa học Huế. Ngay sau cuộc thi, Nguyễn Ngọc Long, sinh viên năm cuối Trường Đại học Khoa học Huế đã được nhận vào làm tại Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh. Tham gia cuộc thi với tinh thần học hỏi, cọ sát. Thế nên, việc được công nhận và có được việc làm ngay sau cuộc thi chính là sự ghi nhận rất lớn đối với những nỗ lực của Long và cũng là động lực để Long cũng như rất nhiều những bạn trẻ đam mê công nghệ thông tin tiếp tục nỗ lực hơn nữa. Em cảm thấy cuộc thi là một sân chơi mà các bạn có thể tham gia cũng như các bạn đam mê lập trình tham gia, tạo ra những cái đề tài mà ứng dụng thực tiễn vào cuộc sống. Và sau cuộc thi thì em đã có một công việc cũng khá ổn định ở tại trung tâm Huế ICT. Được phát động từ tháng 1 năm 2022, cuộc thi đã có hơn 500 lượt học sinh đăng ký dự thi đến từ 112 trường trung học phổ thông ở 14 tỉnh, thành phố trong cả nước. Với phần thi sản phẩm sáng tạo dành cho sinh viên cao đẳng đại học, rất nhiều sinh viên đến từ các trường đại học Quảng Bình, Quy Nhơn cũng đăng ký tham gia với nhiều sản phẩm, đề tài chất lượng. Cái điều mà mình mong muốn nhất qua những cái cuộc thi này thì trên hết vẫn là cái sự cọ sát và tinh thần giao lưu học hỏi giữa các bạn học sinh với nhau. Bởi vì môn công nghệ thông tin là cái môn mà cái độ phủ của nó rất là rộng và cái sự kết nối giữa các bạn ở nhiều tỉnh thành khác nhau, nhiều vùng miền khác nhau sẽ là cái mà thúc đẩy cái sự phát triển của tất cả mọi người. Là sinh viên ngành kỹ thuật công nghệ thì em cũng rất là thích và các cái phần mềm và các cái công nghệ mới hiện nay thì em cũng tham gia tìm hiểu rất là nhiều. Thì thông qua các cuộc thi này thì tụi em có thể có động lực để sáng tạo hơn và có cái sân chơi để phát triển bản thân hơn. Từ một cuộc thi cấp trường, trong năm nay, với sự đồng hành của Hội Công nghệ Thông tin và Điện tử Viễn thông tỉnh, Trường Đại học Khoa học Đại học Huế, cùng sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, cuộc thi Huế ICT Challenge đã được nâng tầm là cuộc thi cấp tỉnh và nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ các bạn trẻ đam mê công nghệ. Điều này thể hiện rõ nét nhất ở số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng nhiều so với mọi năm. Thậm chí, ban tổ chức còn phải mở riêng một bảng thi đấu dành cho lứa tuổi trung học cơ sở. Lứa tuổi không nằm trong thể lệ ban đầu của cuộc thi. Từ đó, các em học sinh sinh viên cũng sẽ tiếp cận được thêm nhiều kiến thức về công nghệ thông tin, nêu cao tinh thần đoàn kết và học hỏi lẫn nhau, thể hiện rõ sức sáng tạo và chủ động trong việc nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi của các em học sinh sinh viên, đưa những ý tưởng, sản phẩm tiềm năng có khả năng phát triển vào ứng dụng trong thực tiễn. Sau cuộc thi này, 12 trên 12 sinh viên đạt giải cũng đã có được cho mình công việc phù hợp với chuyên ngành tại các doanh nghiệp đã đồng hành tài trợ cho cuộc thi. Đây chính là minh chứng rõ nét nhất về hiệu quả mà cuộc thi mang lại. Rất nhiều học sinh, sinh viên không chỉ ở Huế mà là các nơi cũng rất quan tâm đến cái việc là học và làm việc về công nghệ thông tin. Và chính vì vậy thì tôi nghĩ rằng là cái triển vọng về công nghệ thông tin thì không chỉ năm nay mà tôi nghĩ rằng là với cuộc thi và với tiếng vang như vậy thì tôi nghĩ rằng là sẽ tạo dấu ấn tốt và tôi nghĩ rằng cái này sẽ còn kéo dài và cũng mong rằng là chúng tôi đang mong muốn là sang năm nữa thì không chỉ là sự bảo trợ của tỉnh mà đang còn là sự bảo trợ của Bộ Thông tin Truyền thông để cuộc thi có thể là không chỉ là vươn tầm ở trong miền Trung mà có thể trong cả nước. Năm nay có 7 doanh nghiệp tham gia đồng hành, tài trợ và đồng hành thì năm sau chắc có lẽ sẽ nhiều hơn. Vì người ta thấy rằng qua cuộc thi này người ta chọn được các cái em sinh viên giỏi, có ý tưởng sáng tạo, có sản phẩm để có thể làm việc được ngay cho các cái doanh nghiệp của họ. Chúng tôi muốn định hướng để mà tạo cái phương luồng cho học sinh trung học phổ thông. Vì nói thế cho giải quyết cái bài toán về nhân lực công nghệ thông tin ấy, thì phải chuyển bài toán từng gốc. Tức là đầu tiên là học sinh trung học phổ thông phải phân luồng được cái trung học phổ thông, sau đó mới vào được cao đẳng, vào đại học, rồi sau đó mới định hướng cái đổi mới sáng tạo các em qua cái sân chơi của Huế ICT Challenge. Thừa Thiên Huế luôn xác định quan điểm là phát triển nhanh trên nền tảng tri thức, phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa.
tỉnh cũng đang nỗ lực xây dựng chính quyền số, xã hội số, kinh tế số và nguồn lực công nghệ thông tin trong kinh tế số rất quan trọng. Thông qua những cuộc thi như thế này, hy vọng Huế sẽ có thêm những nguồn lực, ý tưởng để phát triển những dự án mang hàm lượng công nghệ thông tin cao, đột phá, để tham gia các cuộc thi mang tầm quốc gia, quốc tế, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành công nghiệp, công nghệ thông tin của tỉnh.